Các chị thấy đề không? Thấy cô. Dạ chưa cô. À, con... Thấy hết slide không các anh chị? Chưa thấy slide đâu cô. Dạ thấy rồi cô ơi. Thấy được cô. Thấy rồi cô ơi. Rồi thấy rồi ha. Đa số thấy hết thì mình kiểm tra lại mạng của mình nha chị. Câu số 1 chọn gì các anh chị? Cả lớp. Nhân sâm. Quân dược trong bài Tứ Quân. Tứ Quân gồm gì các anh chị? Nhân sâm. Sâm linh trực thảo ha, thì quân dược là nhân sâm. Rồi câu số 2. Quân dược trong bài tứ vật là gì các anh chị? Đừng quy rồi. À thuộc địa, thuộc địa. Trong slide có hết rồi các anh chị. Hai bài thuốc cơ bản nhất, thuộc địa ha. Câu số 3. Bệnh cảnh âm hư ảnh hưởng đến tạng can, dùng bài thuốc nào các anh chị? Đã quy hoàng rồi. Cũng trong slide luôn. Bài nào các anh chị? Tả Quy Hoàng. Một bạn là chọn Tả Quy Hoàng, còn các anh chị khác? Dạ Nhất Quán Tiễn cô. Rồi Nhất Quán Tiễn ha, chính xác các anh chị. Các anh chị mở ra slide bài âm hư á thì nó sẽ có nha. Rồi tiếp tục. Câu số 4. Sử dụng bài lục vị gia giảm để trị chứng âm hư hỏa vượng. À, vị thuốc nào gia giảm thêm các anh chị chỉ chứng âm hư hỏa vượng thì mình gia thêm vị nào? Chi mẫu hoàng bá cô ơi. Vậy chi mẫu hoàng bá nha các anh chị. Rồi quân dược trong bài thuốc Ngọc Bình Phong Tán là gì các anh chị? Hoàng kỳ. Hoàng kỳ chính xác, hoàng kỳ nha. Mình đừng nhìn thấy cái tên Ngọc Bình Phong Tán cái là mình chọn Phòng Phong nha các anh chị. Mở slide ra coi. Bài thuốc Tứ Nghịch Thang thuộc nhóm nào các anh chị? Ôn Kinh Tán Hàng hay thuộc nhóm Hồi Dương Cứu Nghịch? Hồi Dương Cứu Nghịch à. Hồi Dương Cứu Nghịch nha các anh chị. Rồi thuốc Ôn Lý là thuốc điều trị gì các anh chị? Con này có không? Con này các anh chị có được thi không? Không thôi mình bỏ qua. Câu này cũng dễ. Ngoài cái vai trò thanh nhiệt cúc hoa trong bài Tan Cúc Ẩm còn có công dụng nào khác các anh chị? Dẫn thuốc lên đầu mặt. Dẫn thuốc lên một đầu mặt chính xác ha, chính xác. Tại vì nó là hoa, nó là dạng hoa, nó nhỏ và nó nhẹ, nó sẽ dẫn thuốc lên vùng đầu mặt. Trong bài thuốc Tả Bạch Tán, nếu bệnh nhân xuất hiện thêm triệu chứng mệt mỏi, thiếu khí, thiếu hơi, nói chuyện hụt hơi thì mình gia thêm những vị thuốc nào các anh chị? Nhân sâm. Các anh chị khác? Nhân sâm nha các anh chị. Mình sẽ lựa chọn cái sự lựa chọn ưu tiên số 1 đó là nhân sâm. Rồi bài thuốc Tả Bạch Tán chủ yếu thanh nhiệt ở tạng phủ nào các anh chị? Tạng phế. Rồi chỉ có vậy thôi, các anh chị làm đúng hết rồi đó. Câu cuối cùng. Vị thuốc Thạch Cao và Ngạch Mễ trong bài thuốc Bạch Hổ Thang thì có thể thay thế bằng gì các anh chị? Theo các anh chị. Em cho chi tử đó coi. Thì muốn thay được thì các anh chị coi hai vị này nè, công dụng tính vị y kinh của nó, mình lựa nào y chang vậy thì mình thay. Còn Ngạch Mễ công dụng của nó là gì các anh chị? Công dụng chính là để thôi em nói luôn ha, các anh chị chưa học bài rồi. Ngạch Mễ công dụng chính của nó là để sinh tân. Nếu như mình thay Ngạch Mễ thì các anh chị thấy là người ta mà bị cảm sốt á, hay cho bệnh nhân ăn cháo gạo rang, mục đích cuối cùng là để làm gì? Để bổ sung tân dịch. Thì giờ không có Ngạch Mễ thì cứ nói bệnh nhân là bổ sung tân dịch bằng cách là uống nước là xong. Cái thứ hai, Thạch Cao, mục đích của nó để làm gì các anh chị? Để thanh nhiệt. Thanh nhiệt nha, thanh nhiệt. Thì mình tìm một cái vị thuốc nào nó có cái hoạt tính thanh nhiệt mạnh y chang Thạch Cao là được. Cái vị thuốc ở đây được lựa chọn số 1 đó là sinh địa. Sinh địa nha các anh chị. Rồi một số các anh chị sử dụng như các vị thuốc thuộc nhóm thanh nhiệt á, ví dụ như tri mẫu thì nó là sự lựa chọn ít thôi. Tuy nhiên các anh chị chọn thì em vẫn được cộng điểm luôn, của cộng điểm cho các anh chị luôn. Nếu câu này là 1 điểm, các anh chị chọn đúng câu này 1 câu thì sẽ được nửa điểm, cả 2 câu thì được 1 điểm. Rồi bây giờ em sẽ qua cái đề thi số 2 các anh chị. Tôi cho em hỏi, nếu như hồi nãy mà cái vấn đề phế mà có nhân sâm và tây dương sâm thì mình vẫn chọn nhân sâm hay chọn tây dương sâm? Chọn nhân sâm các anh chị, ưu tiên sự lựa chọn số 1 là nhân sâm. Yeah. Rồi, đây là bài kiểm tra hệ số 2 nha các anh chị. Bây giờ mình bắt đầu giải. Câu đầu tiên, bệnh nhân đến khám vì cảm giác nóng bức, khó chịu về đêm, đạo hãn, ngủ tâm phiền nhiệt, uống nước không giảm. Thì đây là thể bệnh gì các anh chị? Âm hư sinh nội nhiệt đúng không? Đây là thể bệnh âm hư đúng không? Âm hư. Còn tạng phủ nào hư thì trong này không có nói tới, mình chỉ biết nó là âm hư. Mà đã âm hư thì mình sử dụng bài thuốc gì các anh chị? Lục vị. Lục vị ha, rồi chính xác. Cái thứ hai, vai trò của trạch tả đơn bì trong bài Thận Thúy Hoàng hay là bài Bát Vị đó, vai trò chính của nó là gì các anh chị? Dẫn nhiệt không? Dẫn nhiệt ra ngoài theo đường tiểu nha, chứ không phải đường tiểu. Rồi, bệnh nhân đến khám vì đau tức vùng hông sườn, nôn ra nước chua, nước đắng, họng đỏ, miệng táo, lưỡi đỏ, ít tân dịch, mạch tế nhược hoặc hư huyền. Thì đây là thể bệnh gì các anh chị? Thể gì các anh chị? Rồi phân tích ha. Đau tức hông sườn là vị trí của tạng phủ nào các anh chị? Gan đâu. Tạng can. Nôn ra nước chua, nước đắng. Nước đắng này là liên quan đến gì đây các anh chị? Liên quan đến đỡm trắp. Đỡm trắp nó trào lên miệng của mình thì mình sẽ thấy là nó có vị đắng. Mà đỡm thì quan hệ biểu lý với can, như vậy nhiều khả năng trong trường hợp này, tình huống này là tạng can bị bệnh. Thì các anh chị nhìn tiếp, họng đỏ, miệng táo, lưỡi đỏ, ít tân dịch. Thì đây là biểu hiện của âm hư nha. Như vậy cụ thể là ở tại tạng can, phần âm để giảm, can âm hư. Can âm hư thì sử dụng bài gì các anh chị? Nhất quán tiễn. Rồi, nhất quán tiễn ha các anh chị. Tiếp tục, liều lượng trong bài thuốc lục vị thì tuân theo nguyên tắc nào các anh chị? Địa Hòa Sơn, Sơn Thù lớn hơn Phục Linh, Trạch Tả đơn bì. Tam bổ phải lớn hơn Tam Tả nha các anh chị. Đây, Tam bổ phải lớn hơn Tam Tả. Tiếp tục, bệnh nhân đến khám vì ho khan, khạc đàm lâu ngày, vân vân. Thì các anh chị nhìn này là thể gì đây các anh chị? Ho khan đàm. Phế gì các anh chị? Phế âm. Phế âm hư nha. Đây là thể phế âm hư này, tạng phế bị ảnh hưởng nè, ở này phần âm hư nè, thì đây sẽ là phế âm hư. Phế âm hư thì mình dùng bài gì các anh chị? Bách hợp của kim can. Bách hợp của kim thang ha, chính xác. Tiếp tục, vị thuốc làm quân dược trong bài thuốc Hương Sa Lục Quân là gì? Thế này nếu các anh chị không nghe giảng các anh chị sẽ nhầm lẫn. Tại sao ở đây cho sa nhân, còn cho mộc hương nữa? Nhưng các anh chị nhìn lại cái gốc của bài này là bài gì các anh chị? Từ bài Bát Vị. Gốc bài này là bài Bát Vị hả? Gốc bài này là bài gì các anh chị? Lục Quân. Lục Quân. Lục Quân. Lục Quân. Cái gốc của bài Lục Quân là bài gì? Tứ Quân. Bài Tứ Quân chính xác nha. Thì hôm đó hôm hướng dẫn em đã nói rất kỹ rồi. Người ta muốn gia thêm gì gia nhân cái bài gốc thì mình sẽ lấy cái vị làm quân trong đó. Như vậy vị thuốc làm quân đây là gì các anh chị? Nhân sâm. Là nhân sâm nha, là nhân sâm. Rồi, bài thuốc Thân Thống Trục Ứng Thang là biến thể của bài thuốc nào? Này dễ rồi, bài nào biến thể của nào các anh chị? Là câu D. Câu D ha. Có cần dao, một dược, ngũ linh chi và địa long. Rồi tiếp tục, vị thuốc làm quân dược trong bài thuốc Ngũ Vị Dị Công Tán. Thì Ngũ Vị Dị Công Tán, cái bài gốc của nó, cái bài chính của nó trong đó là bài gì các anh chị? Tứ Quân. Tứ Quân, bài Tứ Quân. Như vậy mình dễ dàng suy ra vị làm quân là nhân sâm nha các anh chị. Vai trò của vị thuốc Sơn Thù trong bài thuốc Lục Vị là gì các anh chị? Dưỡng can thận sắp tinh. Dưỡng can thận sắp tinh. Rồi câu cuối cùng, sử dụng bài Lục Vị gia giảm để trị chứng âm hư hỏa vượng. Thì cái vị thuốc nào mình gia giảm thêm? Kim mẫu hoàng bá. Kim mẫu hoàng bá, nó giống cái câu hồi nãy nha các anh chị. Rồi hết. Các chị có thắc mắc gì không? Rồi không có thắc mắc gì thì có cái lúc nãy mà em nộp bài nó quay vòng vòng, nó không